5 nguyên tắc cần phải nhớ khi cãi nhau với người yêu. Đầu tiên, đó chính là không cãi nhau trước mặt người lạ. Chúng ta thường thích nạt nộ người yêu mình trước mặt người lạ để ra oai. Nhưng điều đó vô hình chung làm người yêu của các bạn cảm thấy rất tủi thân, xấu hổ và cảm thấy mình không được tôn trọng. Thứ hai, không lôi chuyện cũ ra nói. Chuyện gì đã qua, mình cho nó qua luôn. Đừng lôi quá khứ của nhau ra để thêm dầu vào lửa. Là người thì ai cũng có quá khứ, ai cũng có lỗi lầm. Quan trọng là ở thời điểm hiện tại chúng ta tốt với nhau. Thứ ba, đã sai thì phải nhận. Cũng giống như việc đã nợ thì phải trả. Hành vi giựt nợ và quỵt nợ là hành vi rất thiếu đạo đức. Giống như cái việc mà khi mà các bạn mắc lỗi nhưng các bạn lại đổ lỗi cho đối phương, đấy là hành vi không tốt. Thứ tư, có thể cãi nhau ầm ĩ cũng được, tuyệt đối không được chiến tranh lạnh. Bởi vì là giữ cái sự ấm ức trong lòng quá lâu sẽ sinh stress, trầm cảm và xấu tính. Và tuyệt đối không được động chân động tay với người mình yêu. Bởi vì mình là con người chứ không phải là con dã thú đâu. Đúng không? Đúng không cả nhà? Thứ năm, tốt nhất là chúng ta nên ngồi xuống cùng với nhau nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. Vấn đề ở đâu? Giải quyết ở đó. Anh tốt và chưa tốt ở đâu? Em tốt và chưa tốt ở đâu? Quan trọng nhất là không đưa ra quyết định lúc nóng giận. Dù có cãi nhau đến như thế nào cũng không được nói chia tay. Ok.